Mình tên là Quyền. Mình học level 1 là học K19. Cũng trải nghiệm một thời gian khoảng một tháng thì mình thấy kiến thức của level 1 mình còn hạn chế rất là nhiều. Thế nên là mình quyết định học level 2. Trải qua 5 ngày học level 2 thì khối lượng kiến thức thì cũng nhiều. Nhưng mà có rất là nhiều những cái tư duy và chiến lược để áp dụng những cái khối lượng kiến thức lớn đó thì phải cần có thời gian. Những ngày học ở level 2 mình đã học được rất là nhiều những cái điều bổ ích đó. Với những cái kiến thức đó thì đem vào áp dụng thì có lẽ cần thời gian, mà cái tỷ lệ cho cái việc mà mình đầu tư này nó sẽ tăng lên cao hơn so với cả cái khối lượng kiến thức học level 1. Cảm ơn. Okay.